Hello các bạn, hôm ngày dịch đó thì mấy bạn sẽ không có được đi tiệm cắt tóc và mấy bạn có thể là tóc nó dài ngứa ngáy mà không có ai mà cắt cho các bạn á. Nếu khi bạn ở khu cái gì ta phong tỏa thì mấy bạn đâu có đi ra ngoài được đúng không? Rồi tóc tai mấy bạn dài thì cái video hôm nay là mình hướng dẫn cho mấy bạn một các bước sơ sơ để cho mấy bạn làm cho tóc bay mấy bạn gọn gàng thôi, chứ thực sự nếu mà nó đẹp là mấy bạn sẽ không đẹp được. Và tại vì cần phải tập tập trong thời gian rất dài thì mới thể cắt được đẹp được, tự cắt mà đẹp được nha các bạn. Thì bữa nay là mình hướng dẫn cho mấy bạn là có thể cắt được sơ sơ để mát chống chọi qua cái cơn dịch này thôi, chứ khi mấy bạn qua hết dịch thì mấy bạn cũng nên tìm một người thợ cắt tóc cắt cho mấy bạn nha. Chứ mấy bạn tự cắt thì nếu mà về xét độ thẩm mỹ thì mấy bạn sẽ không được đẹp đó. Thì còn đối với mình á, mình tập lâu rồi nên là khi mình cắt cho mình á giống như mình cắt cho khách vậy đó, nên là dịch đó thì ở đây mình cũng tạm thời mình cũng ngưng, mình không có làm. Thì hôm nay tóc mình cũng dài, sẵn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách nào để cho gọi là đơn giản nhất mà vẫn đẹp trong cái mùa dịch này các bạn. Và cái quan trọng nhất là gì không, mát mẻ đỡ ngứa ngáy không. Mấy bạn nam á, mấy bạn mà quen cắt tóc rồi á thì cái tóc của mấy bạn á chỉ cần dài ra chút xíu rồi mấy bạn rất là khó chịu rồi. Mình tóc mình nhiêu đây rồi mình đã khó chịu rồi, mà thì mấy bạn mà để tóc mình dài ra nữa thì mấy bạn khó chịu hơn nữa. Nên là bây giờ bạn nhìn mình làm cái cách mình làm như thế nào thì mấy bạn có thể làm theo ha. Rồi cái trong cái bước làm á thì mình có thể nói ngắn gọn trong cái quá trình làm, tại vì cái quá trình làm có thể kéo dài ra thì mình không có dễ vừa làm vừa nói được, nên là mình sẽ nói những cái phần mà chung chung. Khi mà cái video của mình được tới đâu á mình sẽ nói tới đó cho các bạn, còn cái mà nói từ đầu đến cuối luôn thì nó kéo dài thời gian á, nên là có đoạn mình vẽ cho nó hơi nhanh chút xíu đó. Mấy bạn xem nếu các bạn thấy hay nhớ cho một like, đăng ký kênh chia sẻ mình nha. Rồi bây giờ bắt đầu nhé các bạn, giờ mình sẽ chọn khăn cho mình nhé. Cắt cho khách thì mình tròn khăn, cắt cho mình cũng tròn khăn thấy các bạn ha. Đó. Nhưng mà cắt cho mình thì có thể hơi mát mẻ hơn cắt cho khách một chút. Rồi bước đầu tiên mình sẽ xịt nước cho ướt hết cái phần tóc của mình đó bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nhé, mình có thể là mình cho nó nhanh cái video của mình nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ nói sơ sơ cho mấy bạn là mình sẽ hớt hai bên đây đứng lên, phía sau này đứng lên. Đây mấy bạn nhìn nè, cái phần form này nó còn rất là tròn, rất là đẹp luôn. Nhưng mà tại vì mình lúc nào mình cũng thích đó, nó gọn á, nó mới phô được cái phần phía trên. Cái phần phía trên là phần nhọn thì mới phô phía trên ra nó mới đẹp mấy bạn. Đó. Đó. Thì mình hớt không hớt thì mấy bạn nhìn lại và chưa hết, và sau khi hết thì cái điểm nào mà cần khi mình hết nó phải vậy đó. Còn khi mà mấy bạn tự hết thì có thể là cho nó ở mức tương đối thôi chứ không có tuyệt đối, còn đối với mình là có thể tuyệt đối nha các bạn. Ok, nếu bạn muốn biết mình làm như thế nào xem hết video này. Ok sao á nó mới là khó nha các bạn, thì phía sau á thì mình sẽ rất là
hay không là thời gian ha. Nói chung là khi mình hết cho khách thì sao thì mình hết cho mình cũng y như vậy, nhưng mà ở mức độ sẽ khó hơn đó. Còn hôm nay mình hướng dẫn cho mấy bạn và để chống chọi qua mùa dịch này thôi. Khi nào mà hết dịch thì mấy bạn nhớ kiếm mình nha, để mình cắt cho mấy bạn được gọi là đẹp nhất theo ý của mấy bạn. Khúc này nè mấy bạn, nó khúc này là người và kéo hợp nhất. Nói như phim trưởng ha các bạn ha, phim trưởng là tôi nói là người và kiếm hợp nhất, điều khiển kiếm một cách thành thạo thì mình khi mình sử dụng kéo xung quanh, cắt hết ở trên luôn rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cạo cái viên nha các bạn. Cái phần này mới là phần khó nè. Còn nếu các bạn trong mùa dịch này các bạn chỉ muốn mát mẻ chút thôi á thì các bạn khỏi cần cạo. Còn mình là mình hết rồi mình phải cạo. Sẵn mình cho một cái hoa văn cái vòng cung đây nữa. Đó. Này là Mohican nha các bạn. Thì khi mà hớt xong thì mình sẽ chảy nó có một cái độ xéo lên như vậy nè. Cái phần máy mình nó cũng cảm giác nó ngóc ngóc lên, đó không? Mấy bạn nam thì cái kiểu này rất phù hợp ha. Tại vì tóc ngắn nhưng mà không có quá chuỗi nên là cái đầu của mình nó vẫn giữ được cái form đẹp ha. Rồi chơi thể thao mình gội đầu thường xuyên thì kiểu này rất là ok. Còn mấy bạn để mấy cái kiểu cầu kỳ quá thì mấy bạn chơi thể thao thì mấy bạn khó chăm sóc chút. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu mình cạo cái viên nghe các bạn. Rồi, giờ mình sẽ xịt nước trong miệng xung quanh nha các bạn. Rồi, mình sẽ dùng tông, mình cắt một đường cong để mà mình sẽ cạo cái đường cong đó. Tato các bạn, tato đường cong thôi. Cái cơ
lên ha. Còn mình vừa qua mình hướng dẫn cho các bạn về chi tiết trình tự khi mình hớt cho một người khác làm sao thì mình hớt cho mình là cũng y chang vậy ha. Đó, bây giờ mình cạo mặt nè, cạo viền xong rồi cạo mặt, cạo râu. Thì trình tự mình làm cho khách cũng y chang vậy đó. Thì đó, theo quan điểm của mình á, một người khách đến tiệm á thì mình làm sao, thì khi mình làm cho mình á thì giống như mình làm, đang làm cho một người khách vậy mà. Từ đầu đến cuối sao thì mình làm cho mình cũng y chang vậy. Bây giờ khách có khó tính như thế nào á thì mình á cứ coi mình là một người khó tính hơn các bạn. Khó tính để chi? Để được cái đẹp đó. Tức là cái yêu cầu mà đưa ra mà để đẹp tự cắt được đó. Rồi, mình đã hết xong cho mình rồi. Đó, mấy bạn thấy dễ hay khó? Nếu mấy bạn chỉ muốn mát mẻ thôi á thì mấy bạn sẽ làm đơn giản, còn mình vừa mát mẻ mà vừa đẹp nha mấy bạn. Đó, nên mùa dịch này mình vẫn có tóc đẹp. Đó, nếu mấy bạn muốn có tóc đẹp, muốn làm tự làm cho mình thì mấy bạn hãy thử. Đó, nếu mấy bạn thấy video này hay, nhớ cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nha. Rồi, sau đây mấy bạn hãy xem lại tóc của mình nhé. Này là mohican nha các bạn. Khi gội đầu xong, tắm xong gội đầu xong thì mấy bạn sẽ sấy khô. Mấy bạn xài một tí wax, mấy bạn cho cái phần này nó hơi gói xù nhẹ lên để nó có cái độ đứng xéo xéo á, và tóc mấy bạn sẽ có cái form tròn rất là đẹp. Đó. Đó, mấy bạn thấy cái form đầu của mình nó không tròn, nhưng mà mấy bạn hớt như vậy này, cái đầu bạn rất là tròn. Ok. Rồi, hẹn mấy bạn trong những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.